new exciting products, one in which we're going to introduce to you today. Tôi rất là vui để mà có thể là hân hạnh làm chung với bác sĩ Murat, và tôi đã có kinh nghiệm làm việc với bác sĩ Murat tới 8 năm, và tôi đã từng tham gia vào vai trò là nghiên cứu phát triển sản phẩm, và một trong những sản phẩm đó hôm nay các bạn là người đầu tiên được thử nghiệm ở thị trường Việt Nam này. So with that, we have a really exciting new product to bring to you. It's called Invisiblur. The great thing about this product, since I know you're all advocates of Murat, is that it does multiple benefits in one. À, cái sản phẩm mà hôm nay tôi muốn giới thiệu cho các bạn ở đây ấy, đó là sản phẩm với một công nghệ là công nghệ thay da nội sắc 3 trong 1, rất đặc biệt mà hôm nay các bạn sẽ có cơ hội để trải nghiệm sản phẩm đó. Offers multiple benefits. We've got some really great ingredients: mushroom peptides, a lipid botanical blend. They firm and plump the skin. Thì với nhiều chức năng như vậy thì cũng như là phải có những cái thành phần nghiên cứu rất đặc biệt ở trong đó. Thì trong đó có những một số thành phần rất là đặc biệt, đó là từ mushroom và từ cái nấm peptide, thì cái nấm rất giúp da mình trẻ hóa và săn chắc như thế nào, và rất nhiều thành phần khác nữa. Also, it retains skin moisture, so keeps your skin plump and hydrated, as well as evens tone and texture, as well as brightens pigmentation. Ngoài ra nó còn giúp cho cái giữ độ ẩm da của mình, làm cho mình săn hơn, phơn hơn rất là nhiều, cải thiện tông màu da mình sáng hơn nhiều nữa. So don't worry, we'll allow everybody to try it in just a moment, but for now we'll do it up on stage. Chút xíu nữa các chị có cơ hội thử là mình sẽ được thử hết luôn, đúng không nào? Nhưng mà hôm nay mình sẽ demo cho chị thứ hai mình là chút như thế nào, thế là cái hiệu ứng thay đổi tức thì da mình ra sao. So what's great about this product is we're going to apply it to half a face, and you'll notice a difference immediately. We probably will not have to tell you what side, you'll be able to physically see it for yourself. Bây giờ là cô sẽ làm nửa mặt của người mẫu thôi, và đó các chị sẽ thấy là cái sự khác biệt như thế nào cho người mẫu này. Nhưng cái màu sắc khác chắc chắn nó mượt hơn. Rồi cái sự rất nhanh hay là cái khô da mình thì sao? Nó làm cho không có bị khô da, cho nên nó làm cho cái da nó mịn được. Dòng thấy hai bên rất là khác. Bên phải thì là lên mặt bàn. Đây, xe đó, sau đó.